Con trai Úc của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được lựa chọn tiếp tục làm Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, dù đã quá tuổi sinh viên từ lâu, báo trong nước loan tin. Ông Nguyễn Minh Triết, 35 tuổi, là con trai Úc trong số 3 anh em. Ông được cho là có bằng tiến sĩ sau thời gian du học ở Anh và bằng cao cấp lý luận chính trị của đảng Cộng sản. Tại Đại hội sinh viên toàn quốc lần thứ 11 chiều ngày 18 tháng 12, ông Triết được hiệp thương giữ vị trí này cho tới năm 2028, tức là cho tới khi ông 40 tuổi. Ông Triết lần đầu tiên làm chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cuối năm 2021. Ông cũng là một trong các bí thư Trung ương Đoàn, cơ quan kiểm soát chính trị của Đảng đối với giới trẻ Việt Nam và là nơi bồi dưỡng nguồn lãnh đạo dự bị của Đảng. Người anh lớn của ông Triết là Nguyễn Thanh Nghị, 47 tuổi, hiện là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau thời gian làm bí thư tỉnh Kiên Giang, quê nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng. Chị của ông Triết là bà Nguyễn Thanh Phượng, 43 tuổi, từng là chủ tịch ngân hàng Bản Việt. Ông Nguyễn Tấn Dũng là cựu Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ từ 2006 tới 2016. Dưới nhiệm kỳ của ông, kinh tế Việt Nam trao đảo với tình trạng lạm phát tăng cao, các tập đoàn nhà nước thua lỗ trầm trọng và tham nhũng tràn lan. Ông từng bị Bộ Chính trị đề xuất kỷ luật nhưng sau đó thoát nạn rồi về hưu năm 2016 để làm người tử tế, theo lời của ông. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trường Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh và sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh trong vụ biển thủ gần 12,5 tỷ đô la từ ngân hàng do bà thao túng cho mục đích cá nhân. Bà Lan bị bắt tháng 10 năm ngoái, bị truy tố cùng với 85 bị can khác trong vụ án được xem là có số tiền lừa đảo và hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Chưa biết khi nào phiên tòa sẽ bắt đầu. Cáo trạng nói bà Lan bị truy tố về tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan từng là một tiểu thương ở chợ lớn trước khi trở thành tỷ phú, nắm giữ các bất động sản đắt giá nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền gần 12,5 tỷ đô la. Bà bị tố cáo thâu tóm số cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, trở thành cổ đông có quyền lực để thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, phục vụ cho mục đích của mình. 85 người khác cùng bị xét xử, trong đó có 11 người bị truy tố tội tham ô tài sản. Theo Bộ Luật Hình sự, người phạm tội chiếm đoạt số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt từ 20 năm tù, trung thân hoặc tử hình. Việt Nam tháng trước khởi tố thêm 72 bị can trong hai vụ án mới liên quan tới đại án Vạn Thịnh Phát, không rõ bà Lan có nằm trong số bị khởi tố trong các vụ án mới này không. Tổng giá trị tài sản bà Lan bị cáo buộc đã chiếm đoạt được xem là tương đương với khoảng 3% tổng GDP của Việt Nam vào năm 2022. Trong số 85 người bị truy tố cùng Bà Lan cho vụ án sắp được đưa ra xét xử ở thành phố Hồ Chí Minh, có cựu cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đỗ Thị Nhàn, bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la, đối mặt với khung phạt tử hình. Hiệu trưởng một trường tiểu học dân tộc bán trú ở Lào Cai bị mất chức và Bộ Giáo dục Đào tạo vào cuộc sau khi hình ảnh các em nhỏ ở đây có một bữa ăn sáng nghèo nàn được báo chí trong nước phản ảnh. Vụ việc xảy ra ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hình ảnh trong phóng sự phát trên đài truyền hình nhà nước tối 16 tháng 12 cho thấy các em ăn cơm chan với canh từ hai gói mì ăn liền nấu loãng. Mỗi khẩu phần gồm hai gói mì chan cơm này được dành cho 11 học sinh và các em phải tranh nhau ăn theo truyền thông nhà nước. Chính quyền huyện Bắc Hà đã xác nhận việc này. Phóng sự của VTV cho biết, bản thực đơn và công khai tài chính của trường ghi rằng 174 học sinh bán trú ở đây, mỗi em có khẩu phần ăn sáng là một gói mì tôm và một quả trứng. Như vậy, hai gói mì cho 11 em là khẩu phần bị cắt giảm rất nhiều. Ngoài phần ăn sáng, các bữa ăn chính ở trường cũng nghèo nàn hơn nhiều so với thông tin họ công bố. Hiệu trưởng nhà trường Trần Ngọc Hà bị đình chỉ chức vụ 15 ngày để chờ điều tra. Ở Việt Nam, các trường phổ thông dân tộc bán trú và nội trú là loại hình dành cho các em nhỏ thuộc các sắc tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện đi lại nên phải học nội trú. Học sinh được ngân sách nhà nước đài thọ ăn ở, học phí, sách vở. Chẳng hạn, tiền ăn hàng tháng đối với học sinh đặc biệt khó khăn là 720.000 đồng một tháng. Ngoài ra, mỗi em còn được hỗ trợ 15 kg gạo một tháng và tiền sách vở chăn màng là trên 1 ,3 triệu ba một năm, theo VN Express.